Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Music Producer KICM. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn lại một năm qua của KICM. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đây là khoảnh khắc mà KICM đánh đàn nhị tại phố đi bộ Hà Nội. Khánh chủ yếu sẽ chơi về những nhạc cụ liên quan tới kiểu như là piano, keyboard, một chút guitar, một chút trống, một chút kèn saxophone, và một chút sáo trúc, một chút đàn tỳ bà và đàn nhị. Nói chung là mỗi nhạc cụ thì về nhạc cụ phân, nhạc cụ dân tộc thì KICM sẽ có biết một chút chút để có thể xử lý được các cái khâu về cái màu sắc thật cho cái nhạc cụ dân tộc đó. Đối với ca khúc này mang một cái màu sắc tươi vui của nhạc xuân, cho nên là đàn nhị mang đến một cái màu sắc của nhạc cụ dân tộc, làm tô thêm cái vẻ nhạc xuân cho một cái bài hát Việt Nam. Tiếp theo đó chính là album Vol 2 Tour 20 của KICM. Đây là một món quà giới hạn mà KICM gửi đến tất cả các bạn fan. Thì album Tour 20 này thì KICM chỉ sản xuất có 250 bản thôi, dành cho tất cả những người sở hữu nó, cảm nhận được cái tình cảm và những cái công sức, những cái ý tưởng mà KICM đã dành cho album này. Đây là khoảnh khắc khi mà KICM cùng với Anzino quay MV Cô Độc tại Đà Lạt ạ. Đà Lạt có một cái không khí rất là mát mẻ, và trong một cái rừng thông như vậy mà mình set một cái set performance về tất cả những cái nhạc cụ ở trong một cái rừng thông á, thì nó tạo ra một cái không gian kết hợp giữa âm nhạc điện tử và có một chút xíu thiên nhiên, thì tạo ra một cái không gian rất là tươi mát. Đây là một cái tri ân của Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi khuyến tật quê hương tại Bình Dương đã gửi cho FCK của KICM. Đây là một cái món quà chích từ lợi nhuận bán album của KICM vào năm 2020. Thời điểm đó thì KICM thấy xung quanh mình có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, và bản thân mình cùng với FCK giúp được với cá nhân nào thì sẽ cố gắng. Giống như người ta hay nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no, thì KICM và fan FCK muốn góp một chút công sức của mình để giúp đỡ cho những hoàn cảnh xung quanh mình. Nói chung là sản phẩm này thì không có gì để nói nữa, bởi vì thực sự đối với bản thân KICM thì Chim Quý Trong Lòng là một trong những sản phẩm thành công nhất của KICM. Khi mà sáng tác ca khúc này thì KICM đã nghĩ đến chị Văn Mai Hương ngay từ lúc đầu rồi. Một ca khúc mà mang âm hưởng dân gian, mang âm hưởng một tí về nhạc cụ dân tộc như vậy, thì mọi người thường sẽ nghĩ là chọn một vocal hát dòng nhạc dân gian chẳng hạn. Nhưng mà đối với KICM thì muốn tạo ra một cái sự khác biệt lớn, cho nên là KICM quyết định là ngỏ lời mời chị Văn Mai Hương vào trong dự án này. Thì rất may mắn là chị Văn Mai Hương cũng đồng ý tham gia vào dự án này của KICM. Chính cái giọng hát của chị Văn Mai Hương mới làm cho cái màu sắc của Chim Quý Trong Lòng nó trở nên khác biệt so với những cái bản nhạc mà thường KICM hay làm. Đây là một cái khoảnh khắc ở trong lúc quay tại thác Lưu Ly. Chị Lê Bóng đang nấu mì gói cho tất cả mọi người trong ekip ăn. Thì đây là một cái khoảnh khắc rất là dễ thương, và tấm hình này là do KICM chụp lại luôn. Khi mà chọn một cái người nghệ sĩ múa chuyên nghiệp á, nó sẽ không tạo ra được cái màu sắc mộc mạc mà KICM cần. Khi mà thấy chị Lê Bóng có những cái đam mê khác ngoài cái việc làm TikToker, thì chị ấy mong muốn là mình có thể cũng được gọi là nghệ sĩ nghiêm túc, thì KICM mới muốn mời chị Lê Bóng vào trong MV này. Khi mà chưa tiếp xúc với chị Lê Bóng á, thì nghĩ chắc là chị cũng khó gần lắm. Khi mà đã làm việc rồi thì mới thấy thực sự là chị Lê Bóng là một trong những người mà làm việc năng động nhất đến giờ đối với KICM từng tiếp xúc. Khi mà quay hỏi chị mệt không thì chị không bao giờ trả lời là mệt, và hỏi là quay nữa không chị, chị luôn luôn lúc nào cũng chắc chắn là sẽ nói câu quay nữa. Lội xuống bùn, leo lên núi cao, đi xuống bùn đất, đi ra ngoài ruộng đồ các thứ, là có những cái vị trí trong cái khâu mà quay ca khúc Chim Quý Trong Lòng là đi bộ tầm khoảng mấy km
thì chị không bao giờ ngại và chị cũng chả bao giờ than. Thực sự Lê Bóng là một người chị rất quý của KSM. Một căn phòng đầy ắp quà của KSM vào ngày 12 tháng 7, vào ngày sinh nhật của KSM. Thực ra thì sinh nhật vào ngày 12 tháng 7 nhưng mà các bạn đã gửi quà từ đâu đó từ khoảng ngày 5 tháng 7 gửi cho đến ngày 22, và có những bạn là sau ngày 22 vẫn gửi, và có những món quà là bị ship chậm cho nên là tới ngày 14, 15 tháng 7 mới đến. Hầu như là trong thời gian đó thì từ ngày 9 cho đến ngày 12 là cứ có quà bao nhiêu thì sẽ ship vào bấy nhiêu đó. Và ở đây là vẫn chưa đủ hết tất cả những món quà mà KSM được nhận trong dịp sinh nhật. Nếu mà không có các bạn fan K thì thực sự chắc cũng sẽ không thành công đến như bây giờ. Các bạn đã đóng góp quá nhiều cho KSM từ năm 2016 đến bây giờ. KSM rất biết ơn với tất cả những gì mà các bạn FCK, các bạn fan đã dành cho KSM và luôn luôn đồng hành ủng hộ cho KSM. Mặc dù là thời gian qua lại có rất nhiều thăng trầm khác nhau nhưng mà các bạn vẫn luôn ở bên cạnh và các bạn vẫn luôn đồng hành, thì đó là một điều rất đáng quý. Lần đầu tiên KSM được đặt bút ký hợp đồng với lại một trong những hãng thu âm hàng đầu thế giới, đó là Review Record. Đợt này thì bắt đầu Lastify mới hỏi những người trong ekip và bên ban tổ chức là cái người trình diễn chung với tôi là ai, thì bên ekip có giới thiệu đó chính là KSM. DJ Lastify đã tìm hiểu những cái thông tin về KSM và cảm thấy rất là thích KSM và mong muốn là nếu mà một ngày nào đó thì có thể hợp tác cùng với nhau. Thì sau đó thì KSM mới gặp DJ Lastify và hai bên cũng làm việc với nhau rất là nhiều, và cuối cùng là đúc kết ra được cái dự án là Give Me Your Love này, và sản phẩm này được phát hành tại Review Record. Khi mà KSM làm việc với các DJ quốc tế thì thực sự cảm thấy mọi người không có khó. Nếu chúng ta có một cái nền tảng về kiến thức đủ tốt, có thể ngồi nói chuyện và trao đổi với các nghệ sĩ về những cái project và những cái định hướng, những cái mong muốn của mình trong tương lai, và cái chuyện mà hợp tác thì nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Đây là một cái tấm hình mà KSM cúi đầu 90 độ chào khán giả khi mà kết thúc buổi biểu diễn tại khu cách ly tại Thủ Đức. Khi mà KSM đàn bài Về Quê hoặc là Gặp Mẹ Trong Mơ thì xung quanh tất cả những bệnh viện dã chiến hoặc là khu cách ly thì tất cả những bệnh nhân, mọi người đứng ra ngoài ban công, đứng ra ngoài hành lang thì mọi người cầm điện thoại bật đèn flash lên tạo ra nguyên một cái bầu trời đèn flash, vào cái ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ thì nó tạo ra một cái không khí rất là cảm động. Và thực sự là khi mà KSM thấy khung cảnh đó, thực sự là mình đã rưng rưng nước mắt. KSM rất là vinh dự khi mà có mặt ở trong cái chiến dịch này, mang đến những cái món quà âm nhạc, những cái món quà tinh thần gửi tặng đến cho tất cả các y bác sĩ. Thực ra cái chiến dịch này là chiến dịch trong nhà KSM tự làm thôi, cho nên là thời điểm đó thì cũng không có thông báo gì cho mọi người hết, thì chỉ là lâu lâu up một cái tấm hình lên Facebook thôi. Thì trong cái đợt giải cứu này thì KSM cảm thấy là thứ nhất mình có hai vấn đề. Một là các khu cách ly và các bệnh viện dã chiến là đang cần rau củ, bởi vì thời điểm đó là rau củ rất là khó vào thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ hai nữa là những cái nơi trồng rau củ các thứ thì người ta không có đầu ra. Và cái thời điểm đó thì dịch bệnh phức tạp cho nên là cái khâu vận chuyển các thứ nó cũng sẽ rất là khó để mọi người có thể bán buôn được. Cho nên là mình cảm thấy là một nơi cần cung cấp và một nơi cần thị trường đầu ra, thì KSM quyết định là thu mua từ các nhà nông để sau đó gửi tặng lại cho các khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Thì mình thấy đây cũng là một cái điều mà mình nên cần làm. Mình không giúp ích được gì nhiều nhưng mà bản thân mình làm được bấy nhiêu thì mình cũng cảm thấy rất là hài lòng với những gì mình đang cố gắng. Trong cái chiến dịch MTV Fan Joy này thì KSM chiến thắng ở cả hai hạng mục đó là nghệ sĩ được yêu thích nhất và MV được yêu thích nhất. Cả hai đề cử này đều chiến thắng và được gửi đi tranh tài ở MTV EMA và ATA của châu Á. Thì cuối cùng là giải thưởng về MV xuất sắc nhất của ATA thì đã được chiến thắng. Điều mà mình thấy được những cái sự yêu thương, những cái sự đồng hành của các bạn fan đã vote cho mình trong cái thời điểm đề cử tại MTV Fanjoy năm 2021.
đối với cây xem thì không mong gì điều gì nhiều cả, mình chỉ cần cố gắng hết mình thì một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với mình. Đó là cái châm ngôn của KSM. KSM rất là vinh hạnh khi mà mình được trở thành đại sứ đồng hành cho chương trình. Sau khi mà KSM kêu gọi thì có được đóng góp vào 6.400 chữ ký của các thanh niên Việt Nam. Thì thực sự đây là một trong những cái hoạt động mà mình cảm thấy rất ý nghĩa nhất. Sau một cái show rồi các thứ đó, thường đó là KSM thấy là rác còn rất là nhiều ở cái nơi mà chúng ta đã từng tổ chức show ra. Thì KSM và FC luôn là những người ở đến cuối cùng về ekip thì phải lia được hết, phải dọn được hết tất cả những cái rác. Và trong những lần đi quay MV chẳng hạn thì thấy những cái địa điểm rất là đẹp nhưng mà bị tác hại từ ô nhiễm môi trường quá lớn. Thì đó chính là những cái điều mà khiến cho KSM càng ngày càng muốn là mình có thể có một cái bầu không khí tốt hơn và một cái môi trường tốt hơn nữa. Bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta không bảo vệ thì sau này đến những cái tầng lớp trẻ hơn chúng ta nữa, rồi ví dụ như sau này KSM có con chẳng hạn, thì con của KSM chính là những cái người bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc ô nhiễm môi trường. Nếu mà những người lớn không có những cái hành động từ bây giờ thì các bạn trẻ, các bạn nhỏ sau này, các trẻ em chính là những cái người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ca sĩ Vicky Nhu là một trong những người rất là dễ thương, phải nói thật sự dễ thương, cả nguyên ekip của Vicky Nhung luôn, mọi người rất là dễ thương và hợp tác, nói chung là không có gì phải nói nữa, thậm chí là support rất hết mình. Có nghĩa là bài của KSM ra mắt thôi mà không làm cùng với Vicky Nhung đi nữa thì ekip bên đó vẫn rất sẵn sàng để support tất cả mọi thứ cho KSM. Ví dụ em ơi em có cần về quay hay là em có cần về những cái thiết bị hay gì đó thì cứ báo cho bên chị nhé, bên chị hỗ trợ em hết mình luôn. Thì thực sự là khi mà đã làm việc với lại Vicky Nhung rồi thì rất muốn hợp tác nhiều lần hơn nữa. Đây là một trong những ca khúc mà KSM ưng nhất ở trong album Tôi 20 và cũng là một cái mốc rất là lịch sử đối với bản thân KSM. Thì đó là ca khúc Lời Nói Dối Sao Được Cười này là ca khúc lần đầu tiên của KSM mà vươn lên được top 1 của iTunes và top 1 của Spotify cùng lúc. Khi mà dựng lên cái câu chuyện của Lời Nói Dối Sao Nụ Cười này thì đạo diễn mong muốn là KSM sẽ có một cái hình tượng nó hơi bụi bặm một chút xíu, hơi lãng tử bad boy một chút xíu, gọi là một cái người thất bại trong tình yêu thì đúng hơn. Thì với cái hình tượng này thì KSM cũng rất muốn thử nghiệm và không biết là mọi khán giả, tất cả những khán giả thì thấy cái hình tượng của mình như thế nào, nhưng mà mình có vẻ là rất là thích cái hình tượng này. Mình mong muốn là mình sẽ trưởng thành hơn nữa và mình mong muốn là có những cái sản phẩm thực sự nghiêm túc gửi đến tất cả khán giả của mình. Cho nên là mới có một cái bộ vest lịch lãm và một cái tóc vuốt vuốt như ngày hôm nay. Ok, cuối cùng đó là sản phẩm Chim Quý Trong Lòng được nhận giải MV xuất sắc nhất tại ATA năm 2021. Và thực sự đối với bản thân KSM, chưa bao giờ nghĩ tới là mình có thể nhận được giải thưởng vinh dự nào. Chưa bao giờ nghĩ tới. Tất cả ekip luôn không tin là một cái sản phẩm của Việt Nam, một ca khúc mang màu sắc âm hưởng Việt Nam lại được châu Á đánh giá là một trong những MV xuất sắc nhất. Bởi vì cạnh tranh với lại Chim Quý Trong Lòng thì còn rất nhiều sản phẩm khác, có rất nhiều từ các quốc gia như là Indonesia, Singapore và Malaysia, rất là nhiều các đề cử khác. Nhưng mà Chim Quý Trong Lòng được chiến thắng hạng mục này thì đó thực sự là một cái điều rất là đúng kiểu như vỡ òa của đối với nguyên ekip KSM. Và cảm ơn tất cả những khán giả đã vừa nghe xong những cái chia sẻ của KSM về một năm 2021 vừa qua. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mọi người sẽ luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho những sản phẩm của KSM nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.